Quy Đại Lộc, hiện tại tôi có mặt tại thì cũng mình chết rồi và ở dưới biển, và hiện tại tôi đang tiến về phía dưới biển. Và để tiến vào phía dưới đây. Ở trước kia là những chiếc thuyền đang đánh cá đánh tôm phía trước. Rồi thì tôi sẽ tiến vào phía dưới tiếp tục tại đảo tiếp theo và tử vi 12 con giáp ngày mai. Và ở đây điều gì sẽ xảy ra tại nơi này. Chim chóc nào đang đậu phía chỗ đây. Rồi để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào phía dưới đây. Nơi này thì toàn là bàn chải thôi, bàn chải rất là nhiều. Rồi thì chỗ này có ghi hai chữ gì đây, CD, ký hiệu gì đây cũng không biết nữa. Thì tôi sẽ tiến hành vượt phía dưới đây. Hình như đi lạc đường, bị lạc đường, và chỗ này toàn là gai góc thôi. Quá trời. Rồi thì tôi đã tới phía dưới đây rồi. Đây. Chỗ đây toàn là chai xịt tinh. Đó. Người ta thích uống chai xịt tinh này. Và trước mặt tôi là biển, và phía trước đây là biển. Đấy, sóng vỗ ì ạch. Phía trước và đây tiếp tục là tôi sẽ đặt đồ và bình thường tiếp theo tại lễ. Và ở tại nơi này nuôi một ngôi dưới biển này đó.
Để tiếp tục thì tôi sẽ tiến hành đặt đồ và tài lệ tiếp theo. Đấy, thì đã cho về 12 212 21. Đấy, qua trời luôn. Thì đã cho về rực rỡ miền Nam, miền Trung, miền Trung, miền Bắc. Thì ở đây tôi sẽ tiếp tục tài lệ. Rồi, thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chuông để chưa đăng ký. Và để tiếp tục thì tôi sẽ trả lời tiếp theo. Thì ai có lọc đây cũng như ta là các chi gì tại nơi này. Quá trời. Đây. Nổi dây gạt. Và điều gì sẽ xảy ra, và tiếp tục tôi sẽ tử vi 12 con giáp ngày mai. Rồi, thì chúc bánh tay sữa thì nhỉ, tiền như bạc để trả lại. Đấy, quá trời. Rồi, thì đèn đã sáng đấy. Ngày mai thì ngày 3 rồi. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến hành cũng như ta là
đó, để trở về 212 21 Rồi thì tôi đã màu nhang xong rồi. Rồi thì tôi đã đặt đồ xong và ngày hôm nay bánh trà sữa thì nhìn bạc này để trả lời các chị ở dưới nước này. Và ngày hôm nay Nam Mô Phật, ngày hôm nay tôi có chút bánh trà sữa thì nhìn bạc để trả lời các chị gì. Thủy sông Hà Lai đồng điện, Ấn Lê Thị Mộc, Hà Bá Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương, Hà Xe Thị Phú ở đây. Và chết bom chết đạn, chết đường xe, chết trôi, chết nổi ở dưới nước. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành cũng như tiếp tục tự vi 12 con giáp. Và ở đây trứng gà này sẽ đứng lên thì có các chư vị hiển linh thì sẽ dựng đứng lên tài lộc may mắn tiền tài vì tại nơi này thì các chư vị đều hiển linh. Và ở đây trứng gà này sẽ dựng đứng lên tại ngày này đó thì sẽ chứng giáng qua trời luôn. Rồi thì tôi sẽ tiến hành cũng như đặt trứng gà này. Thì hôm nay cũng có chút thuốc này để đem ấm lòng tại nơi dưới biển này. Và để tiếp tục thì tôi sẽ đặt trứng gà này tiếp tục. Và có các chư vị ở đây thì hiển linh thì cho dựng đứng lên. Không 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 một không hai không ba không bốn không năm không sáu không bảy còn nghe không tám không chín số 10 11 điều thuốc nhục nhịch này đấy 12 13 14 15 còn nghe rồi 16 17
Gió đang thổi ở tại nơi này thấy quá trời luôn, mới hất qua thì gió đã làm tắt rồi. Mười tám mười chín vẫn chưa đứng. Mười chín rồi, 20 21 vẫn nghe liên tục, 22 vẫn nghe, 23 liên tục thôi, 24 rồi, 24 đã đứng rồi. Đấy. Phải gì rột rẹt, bị bóng nó rột rẹt thì 24 ở tại nơi này đấy, đã cho dựng đứng lên 24 22 24 42 224, và ở đây đã cho dựng đứng tại nơi này đấy. Hiện tại trời đang mưa rồi, thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc luôn đó, đang mưa rất là to. 24 42 tại này lập một quê số miền Nam miền Trung miền Bắc, thì ở đây thì 24 42 tôi sẽ đốt tiền ghi nhận bạc này. Vừa đấy, vừa đứng thì đã mưa xuống quá hiển linh luôn, thì qua không tiếp. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc luôn. Nó mưa quá mưa rồi, đốt cả chay nhân bạc này. Thì ai có lọc đây để mà trả lại cái chi gì tại này, và tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để trả lại. Đấy, vẫn cháy, hiện tại đang mưa. Đó. Rồi thì đã đứng, vẫn đứng nghiêng hình nghiêng bóng ngày hôm nay. 24 42 thì đã cho dựng đứng tại này. Đó, quá ấn ốc luôn, đã hiển linh tại này. Rồi, trời đang mưa rồi, thì tôi sẽ dọn dẹp đồ thôi. Đấy.